nhưng mà mua bông giấy mọi người, ở đây bán cây cối nè, ở Saint Peter. Dạ, coi bán cái cây gì. Bonsai. Tuyệt tắc. Cảm ơn cầu. Ô, trồng đủ loại cây ở đây luôn nè mọi người. Ai mua cây kiểng cây ăn trái thì tới chỗ này. Ô, trồng bí. Rồi coi hoa biết rồi mọi người. Rồi chăm tắc rồi mảng cầu bán tùm lum ở đây luôn nè mọi người. Đi dạo một vòng coi sao. Trời, mảng cầu lên trái luôn nè mọi người. Wow. Lên coi mảng cầu lên trái luôn rồi nè. Đây là cái lá gì đây trời. Cây mảng cầu. Ở cây này cây gì đây ta? Cái cây này không biết cây gì luôn. Ồ, mảng cầu quá trời luôn hả? Mảng cầu lên trái nữa nè mọi người. Ồ, mày coi lúc kịp mảng cầu mọi người. Thấy đã không? Mảng cầu. Wow, đã quá hả? Trời ơi, coi nhìn coi mảng cầu nè, quá trời luôn nè. Hơi bầu đang ra coi nè, nó dứa nữa nè. Lên lên. Băng lá dứa nữa nè mọi người. Đủ thứ loại cây ở đây nè. Nó thơm, nó dứa nó thơm thì thôi luôn á. That's a mango. That's a mango. Mà đã ra trái rồi nè mọi người. Oh my god. Cái mango, cái ổi cũng ra trái luôn rồi nè. Đi vô thăm vườn, mua cái vườn bán cây cối để trồng trang trái nè mọi người. Ở Saint-Pie rồi. Trời ơi coi bí kìa. Một cái vàng nè. Wow, dứa nó thơm quá. Đây bán đủ loại cây đây. Cây chanh nữa nè. Quá trời luôn nè. Trời ơi coi nè. Cô cây tắc bao nhiêu con cây? Cô bên cây lá dứa đó. Cây nhỏ bao nhiêu cô? Chậu nhỏ 8 đồng. Chậu nào 8 đồng đâu cô? Cô chỉ cho cô con coi được không cô? Tắc bao nhiêu con cây vậy cô? À, đây này tắc bên đằng sau con này. Bao nhiêu con cây cô? 35 đồng. 35 đồng hả cô? Mà tắc một cây này là tắc ngọt mà già là 70 đồng một cây đây. Ngọt. Ăn thử cái nó vừa rụng. Ôi giời luôn hả? Ăn được luôn hả? Cắn ăn cả vỏ luôn. Ăn luôn hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, con ổi sao đây nó bị khô héo mất rồi. Cây này cô bông quá trời luôn kìa. Coi nè, coi nè cây hồng nè mọi người. Cây hồng nhiêu cây cô? Hồng giòn vàng nè. Hồng 60 đồng cây nè mọi người. Trời ơi, vô cái vườn cây nhà cô thấy mê luôn. Đủ thứ loại cây luôn nè mọi người. Wow, đây chứa tùm lum hết luôn kìa. Vườn tắc đây mọi người. Ồ, trái quá trời luôn. Lá dứa nữa nè, trời ơi. Mảng cầu cô cũng ương nè. Quá trời luôn cô ương mảng cầu nè. Trời ơi, coi lá dứa một đống luôn kìa. Quá trời luôn, mình nó thơm. À, đây mùi thơm. Dạ, có mùi thơm lá dứa không nè. Dạ luôn kìa. Mà tuần cách đây 2-3 tuần trước con đi là không thấy lá dứa, chỉ có 2-3 chậu thôi. Ừ, năm nay lá dứa của họ chết hết trơn, của cô còn. Ồ, của cô may mắn quá. Ừ, tại vì nhà cô trồng. Trời ơi, cô trồng gì mà quá trời lá dứa nè. Rồi tắt, tắt tròn á. Ừ. Oh my god, coi nè. Mấy cây này cô trồng xuống rồi cô có hái trái rồi cô bán không? Ừ, có đến mùa cô. Ồ, trời coi lá dứa cô nè, trời ơi. Quá trời, ai thích mua lá dứa nên ghé tới cô mua lá dứa đi làm ơn. Cô bán lá dứa đây thôi. Quá trời lá dứa. Nó có sao mới chơi nè. Hái ăn rồi, hái bán con.
nào con hả? Có cái là chín không con? Chỗ nào con cho chín? Ờ mấy con kia nó ăn hết rồi, trời coi cắp luôn rồi mọi người. Xong rồi. Đây nó nè, trời ơi coi sâm bê chê rồi mọi người. Trời ơi nhìn thấy đã chưa? Nhà cổ này trời ơi quá trời luôn. Chút xíu mà nó lại trái nữa này trời ơi, con như này bạn ơi trời ơi nhìn thấy đã quá vô đây nè. Đây nè, 70 đồng cắt dài nè mọi người. 50 đồng cây hả? 55 đồng một cây lớn ha. Dài bữa khác giờ lật đật không phải đi. Ờ bên đây bán cầu á, bán cầu. Cây đó nè mọi người, đã không? Đó nhà cô bán cây cối nè, bán cây bán trái luôn nha mọi người. Linh ơi!